Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Vai trò của vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội vùng. Trao đổi với BLO, ông Lương Minh Phúc, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, ban giao thông cho biết, tuyến vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là đường vành đai đô thị được quy hoạch nằm trong mạng lưới đường bộ cao tốc thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia và được ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2030. Quy mô của đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh gồm đường cao tốc vành đai mặt cắt ngang 6-8 làn xe cao tốc vận tốc thiết kế 100 km/h và đường song hành hai bên. Đường song hành có quy mô ít nhất 2 làn xe tiêu chuẩn. Đường song hành sẽ được đầu tư phân kỳ tùy theo nhu cầu vận tải, sự phát triển các đô thị hai bên. Đường song hành sẽ được tính toán, hoạch định cụ thể trong giai đoạn lập dự án đầu tư. Riêng đoạn qua đô thị tại thành phố Thủ Đức được thiết kế với quy mô 3 làn xe, trong đó có 2 làn xe cơ giới và 1 làn xe hỗn hợp. Chiều rộng nền đường 13m, mặt đường 12m. Do phần tuyến chính cao tốc là đường dành cho xe cơ giới, có giải phân cách chia đường cho xe chạy 2 chiều riêng biệt, không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định. Do đó, việc đầu tư xây dựng đường song hành là cần thiết để tổ chức giao thông kết nối với khu đô thị, khu dân cư dọc hai bên tuyến, phục vụ phát triển khu công nghiệp, khai thác quỹ đất hai bên đường, đảm bảo các mục tiêu đầu tư, đồng thời phù hợp với các quy hoạch đã được duyệt. Ông Phúc cho biết, với tính chất vừa là đường cao tốc vành đai liên vùng, vừa là đường cao tốc đô thị, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có vai trò hết sức quan trọng đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương có tuyến đi qua, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Đồng thời, vành đai 3 còn là tiền đề, điều kiện cần để kêu gọi đầu tư, phát triển khu đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ của các khu vực có tuyến đi qua. Từ đó, dự án góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa các đô thị vệ tinh dọc theo hai bên đường, giảm ách tắc giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tạo không gian phát triển mới để khai thác tiềm năng sử dụng quỹ đất, tăng hiệu quả đầu tư đối với các dự án khác đang được triển khai thực hiện. Đối với việc bố trí làn dừng xe khẩn cấp, Ban Giao thông Vận tải cho biết báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trình Quốc hội đã bố trí các điểm dừng xe khẩn cấp không liên tục với khoảng cách 4-5 km/h. Mỗi điểm dừng xe khẩn cấp được thiết kế với bề rộng 3m, chiều dài 270m theo quy định tại quyết định số 5109 CQD-BGTVT năm 2014 về hướng dẫn thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.